Xin kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook Zalo Nhà đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà đường Kiều Sơn và đang được giao bán giá với 2,85 tỷ. Căn nhà quay về hướng Tây Nam với diện tích 48.9m², 3,5 tầng với đầy đủ công năng: một phòng khách, một phòng bếp, 3 phòng vệ sinh, 4 phòng ngủ, phòng thờ và sân phơi. Nhà 3,5 tầng xây tâm huyết, ngõ rộng, ô tô đỗ cửa thoải mái, ô tô lùi được vào nhà. Thiết kế hiện đại, trẻ trung, phòng bố trí hợp lý, không gian rộng rãi. Thuộc khu dân cư đông đúc, quanh có đầy đủ các tiện ích rất tiện lợi. Nằm tại phố Tây Văn Cao, nơi đáng sống nhất Hải Phòng. Tầng 1 của căn nhà được chia đôi sử dụng làm phòng khách cùng phòng bếp. Sử dụng nền gạch vân sáng bóng, tường sơn tông màu sáng cùng hệ thống đèn âm trần, làm cho căn phòng trở nên hoàn toàn sang trọng. Bên cạnh là không gian của phòng bếp với hệ thống tủ kệ bắn tường hiện đại, giúp căn bếp tiết kiệm được diện tích của tầng 1 và rất thuận tiện cho người sử dụng. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook Zalo Nhà đất. Cầu thang được xây bằng gạch tối màu với thành vịn bằng gỗ rộng rãi và vững chắc. Khuôn viên tầng 2 và 3 được chia ra thành phòng ngủ và vệ sinh, sân phơi, phòng thờ. Với mỗi phòng ngủ đều được trang bị hệ thống cửa sổ giúp chiếu sáng căn phòng, tạo đón nhận được những cơn gió trời giúp cho căn phòng trở nên thông thoáng hơn. Trang bị đầy đủ đáp ứng mọi nhu cầu cho người sử dụng. Phần sân phơi hoàn toàn rộng rãi, hứng chọn nguồn sáng tự nhiên và gió trời, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khách một không gian thư giãn sau một ngày làm việc. Chỉ với 2 tỷ 850 triệu đồng là quý khách đã có thể sở hữu căn nhà với diện tích 48,9m², 2 tầng hướng Tây Nam. Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook Zalo Nhà đất. Xin chân thành cảm ơn.